Chào tất cả các bác, sau đây em sẽ qua con CD dòng cao cấp của Sony, nó dòng đầu 7 nha các bác, 307ISA. Em này sở hữu là ngọn hình là mèo vàng gold, vàng chanh và có khiển zin thơ máy, mé cực đẹp cho tất cả các bác nha. Phía trên thì nó nắp nó sẽ đậm hơn cái mặt một tí. Đây, là mặt tiền, phần gọi là các bác vừa trưng bày vừa ngắm. Còn là long lanh cành đào nha các bác, tem nguyên còn đầy đủ cho tất cả các bác nha. Đây, đặc trưng của dòng 307ISA này, nó sẽ có hai hộp gỗ rất piano sáng bóng nha, rất là mới và đẹp long lanh luôn. Điện áp là 100V. Những dòng CD cao cấp đầu 7 của Sony này thì về chất âm thì khỏi cần bàn rồi, độ tí tách cũng độ sắc nét của âm thanh nó thể hiện cực kỳ rõ nét. Thì tí nữa em sẽ mở cái nắp này để các bác cùng xem cấu hình bên trong nó gấu như thế nào. Thì CD thì con nào từ Nhật về thì bên trong nó cũng mới tinh hết á, tại vì nó không có lỗ thoát hơi nên là nó sẽ không có bụi lọt vào. Chủ yếu là em mở để các bác cùng xem cái cấu hình nó thế nào thôi. Đây các bác thấy phía sau nó trang bị hầu hết tất cả các cổng như là ba lăng và cổng bông sen đầy đủ hết. Đây các bác thấy độ mới, độ nét của cái ốp gỗ này phía sau này. Đây các bác thấy cực kỳ sắc nét. Hàng em tuyển rất kỳ kỹ lưỡng cho các bác nha. Có lưới điện 100V, tại vì những con CD là nội địa Nhật nha, hàng của Nhật Bản. À, phía trên nó cũng là mạch vàng chanh luôn nha. Giá nó là 19 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, 19 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào mình chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu thì em ship hàng tận nơi cho tất cả các bác. Các bác cọc tiền xong thì cho em tên và địa chỉ thì em gửi hàng cho các bác thôi. Đặc biệt những dòng Sony này tiếng nó hay, nịnh và rất là dễ phối ghép với những dàn âm ly và loa, dễ chơi và cực kỳ lành và bền. Đặc trưng nó sử dụng master nên là tốc độ đẹp gọi là thuộc top của thế giới, hoạt động rất là nhanh. Rồi sau đây em sẽ mở nắp và cũng như là bỏ đĩa để test để các bác cùng xem tốc độ đẹp của nó có như em đã nói không. Và đây là bên trong của con CD, thì CD là khung sườn những dòng ra đầu 7 là đều mạ đồng hết nha, mất tất cả khung sườn đều mạ đồng và một cái tầng phô rất là to, các bác thể thấy cấu hình của nó rất là đẹp và rất là khủng luôn. Em sẽ bỏ đĩa vào và test cho các bác cùng xem. Những dòng này rất kỹ lưỡng nha bác, nó dòng cao cấp nên độ hoàn thiện như độ cách âm. Có sẽ thấy phía dưới nó sẽ có hai cái tấm mút, hai tấm mút này sẽ chịu trách nhiệm là triệt âm. Triệt âm có nghĩa là để gọi là êm ái nhất, các bác mình sẽ không nghe được cái tiếng đĩa chạy luôn nha. Đây máy nó đọc liền nha các bác, cho êm ái. Đây các bác thể thấy được tốc độ đẹp của dòng Sony, gọi là đỉnh của đỉnh luôn nha. Mình xài những con Sony thì nó lành và nó mình cảm giác nó rất là sướng về cái tốc độ mình bấm, mình chọn bài. Và tiếng của nó thì dễ phối ghép nữa, tiếng độ sáng tiếng và độ chi tiết của Sony gọi là thuộc top. Và nó dễ ghép với những con âm ly, từ những con âm ly có hồi gỗ cho đến là những âm ly receiver. Nhờ nó hai hồi gỗ này các bác, mình ghép âm ly cổ hay là âm ly đời mới thì rất là ok nha. Rồi thì bác nào mình muốn sở hữu con 307ISA cực kỳ đẹp này thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nha. Giá em nó là 19 triệu đã bao gồm phí ship. Khiển zin theo máy nha các bác, khiển zin theo máy nha.